nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác khoa học kỹ thuật hình sự, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tìm tội phạm, trong đó tham gia giám định trên 1.100 vụ việc về các chất ma túy, trực tiếp đăng ký trên 13.000 hồ sơ các loại, đăng ký lưu gần 14.000 hồ sơ, tra cứu trên 116.000 yêu cầu phục vụ công tác nghiệp vụ. Tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh biên giới. Đồng thời, các hội phụ nữ cơ sở đã đăng ký thực hiện tổng số 16 công trình, phần việc, trong đó có 10 công trình, phần việc đem lại hiệu quả cao. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, hội đã chủ động kịp thời tổ chức nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh, như năm 2020, tổ chức tuyên truyền phát hơn 3.000 tờ rơi về cách phòng dịch và 20.000 khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân và học sinh trên địa bàn. Năm 2021, tổ chức chương trình tiếp sức chống dịch, phát động hội viên, các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài lực lượng quyên góp ủng hộ với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Phụ nữ Công an Điện Biên chủ động, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và không ngừng nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, chủ động trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Phụ nữ Công an tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 và 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026.